Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại xin nói về cái chương số 8, chấn thương cơ xương khớp. Thì cứng xương cơ xương khớp là một trong những thương rất là phổ biến, rất là thường gặp bệnh nhân chấn thương nhập viện vì chấn thương. Thì trước khi nói về bài 8 thì ta nói ôn lại cái chương số 7. Chương số 7 là nói về cột sống và tủy sống. Thì sốc thần kinh, khi mà chấn thương cột sống tủy sống, sốc thần kinh thì liên quan tới một số chấn thương vùng cổ, cột sống cổ và cột sống ngực cao. Về bảo vệ cột sống cho đến khi loại trừ chấn thương là một trong những yếu tố quan trọng. Thứ hai, chuyển bệnh nhân gãy cột sống hoặc chấn thương tủy sống đến cơ sở điều trị hiệu quả là cái cần nên làm. Chương thứ 8 thì tuyên bố như thế nào? Có hai ý. Thứ nhất, tổn thương hệ cơ xương khớp xảy ra ở nhiều bệnh nhân chịu chấn thương kín. Chúng thường xuất hiện rất kịch tính. Các bạn thấy những cái trường hợp mà chấn thương gãy xương á, các bạn vô thấy là một bệnh nhân có gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, nhìn rất là hoành tráng ha. Nhưng hiếm khi gây ra mối đe dọa ngay lập tức đến tính mạng hoặc gây các cứt chi. Tuy nhiên, cái gãy xương chậu và gãy xương đùi là một trong những nguyên nhân gây sốc, nhưng mà cái thường được không được phát hiện. Thì người ta có một ca lâm sàng. Một lâm sàng là một bức tường ngã đổ vào một công nhân khoảng 44 tuổi. Thì bệnh nhân nhập viện với tình trạng là huyết áp 13 trên 7, nhịp tim 110, nhịp thở là 22. Bệnh nhân tỉnh táo, Glasgow 15 điểm. Bệnh nhân đau bầm và biến dạng chân phải. Như vậy, ưu tiên của bệnh nhân là như thế nào? Ở đây có phải là tổn thương nguy hiểm đến tính mạng hoặc chi hay không? Rồi, chúng ta có những mục tiêu của bài học hôm nay. Có 3 mục tiêu. Thứ nhất là giải thích tầm quan trọng của cơ chế chấn thương xương khớp trong nhân đã chấn thương. Thứ hai là xác định được thương tích đe dọa đến tính mạng cũng như là các chi. Thứ ba là giải thích xử trí ban đầu của chấn thương cơ xương khớp. Mình xử trí làm sao cho đúng để cho bệnh nhân có thể ổn định được tính mạng cũng như là các chi nó ổn định, không nó an toàn. Thì primary survey chúng ta phát hiện là tác động của chấn thương cơ xương khớp trong khảo sát sơ cấp như thế nào. Ta đánh giá đó là một C rất là quan trọng, là chảy máu bên ngoài. Chúng ta phải chú ý tới cái mức máu tiềm ẩn cũng như là một cái gãy gãy xương dài, mấy cái gãy xương dài, mấy xương lớn mất máu rất là nhiều. Các bạn nên chú ý đó. Các ưu tiên và nguyên tắc quản lý đối với một cái chấn thương gãy xương là như thế nào? Trong một cuộc khảo sát sơ cấp là primary survey, chúng ta phải cầm máu, chúng ta cầm máu bằng áp lực, chúng ta mà cầm máu bằng garo. Đây là một cái ví dụ, một bệnh nhân bị đoạn chi, một bệnh nhân bị vết thương làm đứt cái đùi bên bên phải, thì bệnh nhân mất máu rất là nhiều. Người ta bắt đầu garo, người ta garo bệnh nhân lại, garo cái đùi lại để cầm máu. Thứ hai là phải nẹp cố định. Thì như vậy chúng ta tại sao chúng ta phải nẹp chi? Nẹp chi nó có ba yếu tố. Thứ nhất là ngăn mất máu và chấn thương thêm. Ví dụ chúng ta có gãy xương đùi ha, chúng ta chảy máu vậy ha, nếu như mà chúng ta không có nẹp chi lại á, xương đùi nó sẽ lạo xạo và có thể mất máu nhiều hơn ha. Và ý thứ hai là có thể khôi phục hoặc duy trì tưới máu nếu chúng ta nẹp chi lại cho thẳng thớm cho theo một cái vị trí giải phẫu nhất định thì có thể khôi phục và duy trì tưới máu. Và cuối cùng là giảm đau, nếu chúng ta nẹp cố định bên cái chi lại thì cái chi nó không có bị lung lay, không có bị cọ sát thì bệnh nhân sẽ được giảm đau. Nên cái giảm đau này nó quan trọng trong quá trình đánh giá bệnh nhân. Bệnh nhân đau nhiều lúc đau cái đùi quá hay đau cẳng chân quá, bệnh nhân sẽ không hợp tác đánh giá với mình. Và thứ hai là không có chậm trễ trong cái việc mà xử lý tình huống một cái chuyện trường hợp gãy chân, gãy tay ha. Rồi secondary survey là một cái thứ phát, chúng ta đánh giá cái gì? Chúng ta đánh giá triệu chứng và chúng ta đánh giá dấu hiệu. Triệu chứng là bệnh nhân có thể đau ha, bệnh nhân có thể dị cảm, những tê, mất cảm giác, có dấu hiệu như nhìn, nghe và cảm nhận. Như vậy nhìn các bạn thấy gì? Các bạn thấy biến dạng cái chi nó gãy biến dạng, nó không có nằm ở vị trí giải phẫu nhất định và các bạn có thấy được cái vết thương hở của cái chi nghe các bạn thấy gì? Thì hầu hết chấn thương, một cái cấp cứu chấn thương thì mình cần sử dụng được cái Doppler để đánh giá được cái tín hiệu mạch máu của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể thấy được những cái âm thanh bất thường thì cái Doppler các bạn thấy được ví dụ như tắc mạch hoặc là cái lục tuần hoàn nó không ổn định nha. Rồi thứ ba là có thể cảm nhận được, ví dụ chúng ta khám cho thấy được cái lạo xạo của xương chúng ta thấy được cái vạt da nó di chuyển ha, và chúng ta thấy đáp ứng của thần kinh, đáp ứng thần kinh có thể không không có ổn định hoặc là nó giảm ví dụ như bệnh nhân bị tắc động mạch đùi hay là tắc động mạch bẹn thì hoặc là tắc động mạch kheo thì cái phần chi dưới nó sẽ dẫn đến là tình trạng là rối loạn cái cảm giác về thần kinh mạch mu chân như thế nào, mạch chạy trước chạy sau như thế nào và độ nhạy cảm của cái tổn thương cái phần chi gãy như thế nào chúng ta phải cảm nhận được. Chúng ta cần phải biết được khi làm cái secondary survey, chúng ta phải biết được là cần phải hỏi được bệnh sử tình trạng trước chấn thương và các yếu tố gây nên.
ví dụ như bệnh nhân bị như thế nào ha, bệnh nhân đi xe gắn máy va phải cái gì ha, hoặc là tự té, hoặc là đập vô cái gì, bệnh nhân văng ra ngoài, đập vô cái hàng rào hay đập vô cái cục cục điện chẳng hạn ha. Cơ chế chấn thương có nặng hay không ha, cơ chế chấn thương có làm cho bệnh nhân có tổn thương, nó có là đa chấn thương hay không, có thể đánh thương đến kia khác hay không ha. Thời gian bị thương, ví dụ như bệnh nhân bị thương cách đây 3 tiếng nó khác ha, cách đây 7 tiếng 7 8 tiếng nó khác ha. Từng thời gian nó sẽ quyết định được cái sự tưới máu chi, rất là quan trọng. Và cái yếu tố liên quan như môi trường có dơ hay không ha, môi trường nó có sạch thì bây giờ nó ảnh hưởng đến tình trạng hồi phục của vết thương, và theo dõi và điều trị trước nhập viện. Ví dụ như trước khi tới bệnh viện Chợ Rẫy thì bệnh nhân có thể gặp tới bệnh viện nào rồi ha, người ta xử lý gì rồi ha, chúng ta phải hỏi được mấy trường hợp này để đánh giá được tốt cái vấn đề xử lý của một cái gãy xương kín hoặc hở, để đánh giá được là khả năng hồi phục của cách chi hoặc là xử lý tiếp theo. Vậy mối quan tâm lớn là khi một cái gãy xương hay bất cứ gì khác ha, chúng ta phải biết được bệnh nhân có bị tổn thương mạch máu hay không. Thứ hai là bệnh nhân có gãy xương hở hay không. Ví dụ bạn thấy một cái gãy xương cẳng chân ha, nhưng mà bạn có thấy một cái vết thương gần đó, nhưng mà bạn xác định thử ha, các bạn đánh giá thử là này đúng là cái từ cái vết gãy nó chạy nó thông ra ngoài hay là chỉ là một vết thương ngoài da ha. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta phải đánh giá được cái hội chứng giải phóng ha. Vậy thì đánh giá và quản lý thì lưu thông mạch máu là một trong những cái rất là quan trọng của chấn thương gãy xương ha. Chúng ta phải giảm cái khả năng giảm cái gãy xương đi ha, chúng ta phải nẹp bệnh nhân lại, nẹp cái xương lại để cho nó đúng vị trí ha. Chúng ta phải đánh giá bằng Doppler ha, và chúng ta đánh giá bằng cái chỉ số mắt cá và cánh tay ha, mắt cá chân và cánh tay ha. Cái chỉ số này rất đặc biệt, mà hiện tại thì lên cho lâm sàng thì ít trường hợp sử dụng ha. Xin đây là nói về vấn đề đó ha. Và hội chẩn khẩn với phẫu thuật viên, chúng ta luôn luôn nhớ là thời gian quan trọng, vì thời gian vàng của một cái chấn thương mạch máu ha, hiện tại được đánh giá là 6 tiếng. Nếu trước 6 tiếng mà tổn thương mạch máu thì có chỉ định mổ khẩn, còn nếu như mà sau 6 tiếng thì tùy theo tình trạng có thể mổ khẩn gấp hoặc là có thể trì hoãn. Thì cái chỉ đó, cái chỉ số ankle brachial index này là chỉ số cá chân và cái cánh tay ha, để đánh giá được cái sự tưới máu chi, đo huyết áp giữa hai bên. Và cái này cũng ít có đánh giá tại cấp cứu ha. Rồi chúng ta điều trị gãy xương hở như thế nào ha? Chúng ta sử dụng nẹp thích hợp ha, làm sạch cắt bỏ mô hoại tử ha, ngay lập tức hoặc là trì hoãn ha. Các bạn có thể làm sạch ngay tại hiện trường ha, hoặc là tại cấp cứu bằng những cái dụng cụ tiểu phẫu ha, và cân nhắc yếu tố thời gian, nếu như bạn đánh giá cơ thời gian này có cần thiết phải làm không ha, hoặc là đi đi mổ khẩn ha, hội chẩn với sự chỉnh hình khẩn và tình trạng sử dụng kháng sinh ha, đối với những vết thương mà hở ha, như vậy phải dùng kháng sinh và đặc biệt là uốn ván. Rồi chúng ta sử dụng X-quang chẩn đoán như thế nào, khi nào cần ha, bất kỳ vị trí này nghi ngờ nha. Cái này là trên lâm sàng các bạn thấy, ví dụ nhân đau mà nhân khối cái sưng, đau sưng ha, những dấu hiệu gián tiếp vậy, các bạn cứ chẩn đoán xác định bằng X-quang ha. Nhưng mà chú ý là phải chụp qua hai khớp, ví dụ như gãy cánh tay mới chụp được cái khớp đây, khớp cánh tay trên và cái khớp khuỷu dưới ha. Là khi nào là X-quang, bệnh nhân phải có X huyết động ổn định ha. Bệnh nhân mà huyết động không ổn định đó là cực kỳ nguy hiểm, chúng ta phải đánh giá để cứu bệnh nhân trước nha, rồi sau đó mới chụp X-quang nha. Rồi X-quang chẩn đoán khi nào, khi nào chúng tôi chụp X-quang trì hoãn đó ha. Nếu thương tích nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta phải ưu tiên, ví dụ như bệnh nhân có một cái vết thương chảy máu ổ bụng chẳng hạn vậy ha, xuất huyết nội mà không ổn định, ví dụ huyết áp tụ, chúng ta phải cho đi mổ khẩn để cầm máu ha. Rồi nếu như bệnh nhân chuyển viện thì sẽ bị chậm trễ, những trường hợp mà cần chuyển khẩn cấp ha, thì lúc đó mình có thể nẹp bệnh nhân lại, nhưng mà mình chưa kịp chụp X-quang thì cũng có thể được. Những chấn thương nào có thể gây ra chọn ở hội chứng chèn ép khoang, hội chứng chèn ép khoang là một trong những hội chứng mà có thể khám được trên lâm sàng, và cái này là có thể gây tổn thương mạch máu do chèn ép mạch máu rất là nặng. Các bạn thấy này là một cái ví dụ là hội chứng chèn ép khoang cẳng tay này, là một cái cẳng tay bên phải như vậy ha. Chúng ta thấy được cái xương chày, xương cẳng tay là hay hay gặp nhất ha, tổn thương mạch máu và xương ha, bị thương bất động khi băng ép hoặc bó bột ha. Chúng ta có thể chèn ép khoang trong những trường hợp bệnh nhân bất động ha, hoặc là lần kẹt nẹp, ta nẹp quá quá chặt ngay cái đoạn dẫn đến tình trạng là cái mô này nó hồi lưu máu không được, dẫn đến tình trạng là chèn ép khoang, một cái chấn thương nặng, và đặc biệt là phỏng nha. Các bạn thấy là phỏng cũng thể gây được hội chứng chèn ép khoang rất là nặng này. Các bạn thấy sau khi rạch chèn ép khoang theo cái vị trí là các bạn coi cái vị trí rạch đây đây đó, thì ta rạch ra để chân chèn ép khoang. Thì chúng ta làm sao biết được hội chứng chèn ép khoang? Thì bệnh nhân sẽ là đau, bệnh nhân sẽ không cân xứng, đau sẽ không cân xứng giữa tay trái và tay phải ha, hoặc là kéo dài thụ động.
các khoang, các bạn nhấn vô cái khoang của cẳng tay hoặc là cái cẳng chân thì các bạn thấy được là nó rất là căng, là không đối xứng, và đặc biệt là chúng ta sẽ có những cái dị cảm, ví dụ như kim đâm, cảm giác cái tay như kim đâm, hoặc là nó sẽ mất cảm giác. Và chúng ta có thể, nếu như chúng ta có được cái máy áp suất mô ha, là chúng ta có cái kim nó đâm thẳng vô cái một cơ nè, chúng ta sẽ đo được áp suất mô trên 35 đến 45 mm thủy ngân, thì cái đó được chẩn đoán xác định là trẻ ép khoang cần phải rạch giải áp mổ khẩn. Thì chúng ta đối với trường hợp chấn thương chi như vậy, chúng ta sẽ có những cạm bẫy như thế nào? Thứ nhất là thay đổi cảm giác, cái những dạng người cảm giác và các kỳ nhận sớm để biết được cái vụ trẻ ép khoang hoặc là về tổn thương mạch máu, hội chứng trẻ ép khoang, chấn thương mạch máu ha. Để đối với những trường hợp vùi lấp, chúng ta làm thêm cái myoglobin niệu để đánh giá được cái sự tổn thương cơ. Chúng ta phải để ý cái những cái gãy xương ẩn. Những xương ẩn có nghĩa là những gãy xương mà trên bên ngoài mình thấy rất là bình thường, tuy nhiên khi mình khám thấy dấu lạo xạo, mình khám thấy bệnh nhân rất là đau, cái đó là có thể gãy xương ẩn. Và chấn thương mô mềm, chấn thương mô mềm nếu như dập mô mềm nhiều quá nó cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều với cái khả năng mà hồi phục của bệnh nhân. Và cuối cùng là nhớ là chấn thương mà gãy rất là nhiều thì dẫn đến tình trạng rối loạn đông máu. Vậy đối với ca lâm sàng ban đầu thì một bức tường ngã một công nhân 44 tuổi, huyết áp cũng ổn, nhịp tim hơi nhanh, nhịp thở cũng ổn mà bệnh nhân tỉnh táo, đau bầm biến dạng chân phải, thì đầu tiên ưu tiên bệnh nhân này là gì? Chúng ta phải nẹp bệnh nhân, nẹp cái xương chân chân lại. Thứ hai là chúng ta đánh giá mạch máu, đánh giá cái chèn ép khoang cơ có hay không. Rồi hai cái đó nếu như mà có thì mình cho tiên dùng những cái như Doppler hoặc là chúng ta sẽ đi mổ khẩn hoặc là đặt chèn ép khoang tại cấp cứu. Rồi tóm tắt của chương này là gì? Nó có 5 cái tóm tắt. Chấn thương cơ xương khớp là có thể đe dọa hoặc trì hoãn đến tính mạng và chi. Chấn thương cơ xương khớp là nó sẽ là trì hoãn, có thể là trì hoãn đến tính mạng và chi. Nếu có quan trọng nhất vẫn là cầm máu. Các bạn thấy chấn thương cơ xương khớp mà nó thở ra phải cuộc với cầm máu, giảm và cố định gãy xương và trật khớp. Đối với gãy xương và trật khớp chúng ta phải làm cố định lại và giảm nó. Nhận biết tổn thương mạch máu rất là quan trọng, và xem xét hội chứng trẻ khoang đối với những chấn thương ngay cái cẳng chân và cẳng tay, đó là hai vị trí hai người gặp nhất. Rồi các bạn có câu hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi với trong phần bình luận. Xin cảm ơn các bạn.